Lại đầu nhá. Hazube. Trời, nghiêm túc ghê. Trời ạ. Sao này lên đẹp vậy? Gập xuống này là đau quá. Em chỉ cần thế này lên. Ừ. Đây thì phải chị dùng tay em này. Cứ lên tay là rung mà đã kiểm soát luôn đấy. Chị gì thì bị xuống. Mẹ tay. Mèn mãi lên. Quả men ăn vã. Nói chung là. Cái chỗ này em có tên bàn nữa chị tìm xong rồi nick dám bỏ đi cơ, cay nhất là thế. Tao đây anh ơi. Anh đi tí dậy Y Pong nhỉ? Y Pong ơi, tao đây anh ơi. Năm đẳng mà. Năm đẳng mà tao lên lệch thế à?
là chị luôn. Xem cẳng cái vai nhở. Vừa xin nhìn kêu cái chỗ đường hàng rào thẳng thẳng không quý vị chóng mắt. Ừ. Nhiễu nhiễu thị giác. Lừa đảo quá. Nhưng mà lừa quả kinh quá nhỉ. Giống rồi. Giống có đồ của thằng Phong ăn thì... Đùa chứ còn được quê quá. Sau đấy em nhìn em tưởng em đánh đi. Cái bước sâu sâu cái hay nhé. Chân mình cứ cứng. Cái chân phải mình thì đi, cái chân trái của mình cũng linh động đấy, khi mà nó dài đến mức rồi mình có thể giúp nó một cách nhẹ nhàng. Ừ. Mình cứ bị kiểu giật tí. Why?